Hi, cả nhà, Mita đây. Hôm nay Mita lại giới thiệu với cả nhà thêm một cái công thức nữa. Đó là công thức làm sạch răng miệng bằng nước súc miệng không hóa học nhé. Đó, bữa hôm trước đánh răng rồi đúng không? Thì bây giờ lại súc miệng nữa chứ, đúng không nào? Đó. À, một trong những cái việc đầu tiên để làm sạch cơ thể, để cơ thể khỏe mạnh, đó chính là giảm thiểu hóa học. Khi nào mà bạn giảm được thì cứ giảm, giảm đi, không chỉ có ăn, không chỉ có uống, mà đánh răng nè, tắm rửa nè, gội đầu nè, giặt quần áo nè, tất cả mọi thứ liên quan đến bạn mà dính tới hóa học đều có vấn đề nguy cơ hết. Cho nên phải loại bỏ đến khi nào mà có thể loại được thì cứ loại. À, đó là phương châm của các bạn để cho các bạn duy trì một cái sức khỏe hoàn hảo cho một cái phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn có thể ha. Đây, hôm nay sẽ là nước súc miệng không hóa học. Đó, mình sẽ chia sẻ với cả nhà là 8 cái loại nước súc miệng để giúp cho cả nhà có thể có một cái sức khỏe răng miệng tốt nhất có thể, trong trường hợp mà các bạn không có một cái cách nào để súc miệng thì cứ súc miệng bằng nước thôi là ok rồi, hoặc là nước chè, nước trà cũng khá là ok rồi ha. Ok rồi, mày nhìn thấy răng của Mita này. Mita khoảng lấy cao răng đúng một lần từ hồi nhỏ đến lớn đến giờ mấy chục năm rồi, lấy đúng một lần, không phải ở dơ, bởi vì mình không có cao răng, và răng của mình rất là bóng. Bạn bè, đồng nghiệp, mọi người ghen tị về điều đó. Răng mọc không có được đẹp nhưng mà rất là bóng, rất là khỏe, rất là chắc, do chế độ ăn, do chế độ tập luyện, do chế độ là không hóa học đấy, ha. Thì các bạn đã đánh răng bằng một trong những 5 cách mà Mita chỉ đợt trước đúng không nào? Thì hôm nay sẽ súc miệng bằng một trong 7 cách sau đây. Cái cách mà Mita cực kỳ thích, à, đó chính là nước Osiya, cả nhà. Osiya là một cái nước để đánh răng mà rất súc miệng mà Mita cực kỳ thích. Tuy nhiên là Mita thích ở đây thích cho độ sạch đấy, nhưng Mita không có thích cái vị của nó. Do đó là một tuần Mita sử dụng khoảng 3 lần cái này thôi, và gần như Mita không bao giờ có cao răng là nhờ những cái nước này đây. Đó, Osiya các bạn mua ở bên ngoài thì có nồng độ là 3 gram trên lít, có nghĩa là khoảng 3 gram cái oxy khô trong cái 1 lít nước. Đó, 1 lít nước oxy, vì khi bạn sử dụng thì cho việc răng miệng thì bạn phải pha loãng nó ra 3 lần. Thì cách pha loãng ở đây là mình để trong phòng tắm của mình luôn luôn có một cái ống pha loãng, là do cả công việc của mình là làm khoa học cho nên mấy cái đó nó có sẵn. Còn đối với bạn không nhất thiết phải như thế. Các bạn sẽ dùng cái muỗng hoặc là một muỗng, lấy một muỗng oxy già và cân thêm 2 muỗng nước nữa là cho vào. Đó, một muỗng oxy già, 2 muỗng nước là thành 3 muỗng rồi. Các bạn súc miệng chỉ có một lần 3 muỗng như thế là vừa có miệng đúng không nào? Vừa có miệng đó. Mình thì pha loãng khoảng 3 ml này, 3 ml nước oxy già với 6 ml nước bình thường, khoảng 6 đến 7 ml, khoảng tầm 10 ml thì mình sẽ súc miệng vừa cả miệng của mình. Đó, khoảng 10 ml. Đó. Và khi súc miệng thì súc 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 chờ khoảng vài giây, ít nhất là 5 đến 10 giây hoặc là có thể kéo dài 30 giây, sau đó nhả, ra. Bạn lưu ý là sau khi súc miệng oxy già thì bạn cảm thấy cái miệng của bạn nó giống như nó được tẩy sạch lắm, cho nên mà cảm thấy nó nhạt nhẽo giống lắm, có nghĩa là nhát là nhạt nhẽo. Để bạn cảm thấy bớt khó chịu của điều đó, hãy súc miệng lại bằng nước sạch bình thường hoặc là nước muối loãng sau đó. Còn nếu mà bạn cảm thấy ok thì ok đó, nhưng cá nhân mình thấy nó nhạt nhẽo sau đó lắm cho nên mình hay súc miệng bằng nước muối loãng trở lại sau đó một lần. Đó, sau là kết thúc. Đó, đó là việc thứ nhất, vi diệu vô cùng. Đối với mình làm là 3 lần một tuần là mình sử dụng buổi tối. Đó. Loại nước thứ hai là loại nước muối loãng Mita vừa nói đó. Đây là cái lọ nước muối loãng Mita đặt ở trong trong chỗ phòng tắm luôn luôn kế bên cạnh, và Mita để ở nơi sở làm một cái lọ như thế này nữa. Thì cái nước muối loãng này là nước muối chỉ có chứa là 1 lít nước, 1 lít nước sạch, 1 lít nước sạch với 10 gam muối thôi. Người ta sử dụng muối hồng đó, nước sạch và 10 gam muối và chọn đều thôi, và cái để mỗi lần cần thì cho mấy súc miệng thế là xong.
Đó. Thì cái bộ mà Mita cảm thấy hạnh phúc nhất là bộ này. Đó. Là bộ này vừa đơn giản vừa rẻ tiền và dễ tìm và dễ kiếm. À, đâu bạn cũng có thể xài được hết và rất là tuyệt vời cho cái bộ này. À, bộ này là xúc miệng cái này xong, xúc miệng lại cái này hoặc là không cần xúc miệng cái này, chỉ xúc miệng cái này thôi là khá là ok. Bạn không được pha muối với nồng độ cao quá thì nó không diệt được khuẩn các bạn nhé. Tại vì cái việc xúc miệng của các bạn là để diệt khuẩn, cho nên bạn cần cái nồng độ thích hợp để nồng độ mà nó có thể làm phá vỡ cái tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật, đó chính là 1%, 0,9 đến 1%, chứ nồng độ cao quá thì không thể. Cho nên đừng có làm mà nó đậm quá nhá. Đó. Rồi. Cái loại nước thứ ba nữa là nếu bạn thích thì bạn sẽ kết hợp, nhưng có một số người thì không thích. Đây là nước muối loãng 1%, có nghĩa là 1 lít nước 10 gram muối và các bạn sử dụng thêm giấm táo. Đó. Các bạn cho khoảng 50 ml giấm táo vào bên trong cái lọ nước muối loãng này và để dành như thế và súc miệng. Cách này cũng giúp cho bạn tăng cái diệt khuẩn bên trong cơ thể, nhưng nếu bạn cảm thấy không thích mùi giấm hoặc không thích cái vị giấm khi súc miệng thì bạn sẽ không làm. Nhớ chỉ 50ml giấm thôi, nếu bạn cho nhiều quá thì nó sẽ bị tê răng đấy ha, nó bị tê răng lắm. À, không được ha. Và cách thứ tư của mình để một đây. Cách thứ tư đây chính là nước muối 1% và bạn thêm cho mình khoảng 10 giọt tỏi. Bạn lấy cái củ tỏi này nhặt ra và ép nó ra nước và nhỏ vào khoảng đây 10 giọt và bạn lắc đều và để đó súc miệng, cũng là một cách để diệt khuẩn rất là tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không thích tỏi thì thôi khỏi xài. Đó. Và cách thứ năm là nước và tinh dầu. Đó. Đó. Đây là nước muối loãng. Đây là nước muối loãng. 10 gram muối trong 1 lít nước và bạn thêm khoảng 5 đến 10 giọt tinh dầu. Tinh dầu có thể là tinh dầu bạc hà, tinh dầu xả, tinh dầu chanh, tinh dầu hương thảo. Tinh dầu gì bạn cảm thấy thích thì bạn cho vào, nếu bạn không thích thì thôi cũng không cho. Đó. Mình thường dùng nhất là tinh dầu bạc hà, Rồi. Và cách thứ sáu đây là xúc miệng bằng dầu ô liu. Xúc miệng bằng dầu ô liu thật sự không phải là cách xúc miệng thông thường của mình. Chỉ khi nào mà mình bị bệnh hoặc bị nhiễm khuẩn thì đường hô hấp thì mình mới sử dụng xúc miệng phương pháp này. Vì dầu ô liu nó cũng mắc hơn so với các phương pháp khác, đúng không nào? Và thứ hai nữa là xúc miệng nó cũng không hề dễ chịu, cho nên mình ít xúc miệng hơn. Và cách nữa là xúc miệng bằng dầu dừa. Đó, dầu dừa cũng vậy, khi dầu dừa tan chảy rồi thì bạn mới xúc miệng được, còn đánh răng thì không cần. Đó, đánh răng thì không cần khi mà mình bị ốm. Đó, cũng tương tự như vậy thì mình mới xúc miệng. Thì đây, đó là những cái cách mình chỉ cho các bạn, đúng không? Trên tất cả các cách thì cách dễ nhất như là nước thông thường hoặc là nước trà, nếu như bạn có uống trà hoặc nước chè, cả nhà bạn có uống chè, đó là cách xúc miệng rất là đơn giản mà rất là hiệu quả đối với bạn. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà không có thì chuẩn bị như thế này, nhà bếp nào cũng có thể, đúng không nào? Đó. Thì mình thêm một câu hỏi nữa là ai sẽ sử dụng được những cái liệu pháp này, là tất cả các bạn già trẻ lớn bé trẻ con từ 3 tuổi trở lên hoàn toàn có thể sử dụng được. Đây là những cái nước xúc miệng và cũng như cái những kem đánh răng rất là an toàn, cho nên mọi người hoàn toàn có thể sử dụng được, không thành vấn đề gì hết. Không may các bạn nuốt phải thì cũng không có vấn đề gì cả ha, không may nuốt phải nhưng tốt nhất các bạn nhả ra. Rồi, làm xúc miệng như thế nào cho đúng thì bạn lưu ý là xúc miệng đừng có ngậm vào nhả ngay thì nó không hiệu quả gì. Bạn phải đưa nước từ bên trái sang bên phải, lên trên xuống dưới để cho nó đi qua xuyên những cái kẽ răng rồi xong đã nhả ra ngoài. Kéo dài ở khoảng thời gian đó khoảng 30 giây là gợi ý của mình dành cho bạn. Đó. Và khi nào thì xúc miệng? Bạn xúc miệng bất kể lúc nào bạn vừa ăn cái gì đó ngọt ngọt hoặc bạn vừa ăn một cái gì vào nó trong miệng của bạn thì sau đó nên xúc miệng. Đừng có để như vậy và vi khuẩn nó phát triển mà nó làm hư cái răng của bạn ha. Đó, xúc miệng sau khi đánh răng là lần thứ hai, xúc miệng sau khi đánh răng. Và thứ ba là nếu trước khi đi ngủ mà lười quá hoặc mệt quá thì ngày hôm đó hãy ráng xúc miệng trước khi đi ngủ. Đó. Và
Cứ như thế thì răng miệng của bạn luôn luôn sạch sẽ, thơm tho, không mùi gì hết. Bạn yên tâm nhé. Và yên tâm, hãy giấu bên mình một chai nhỏ nhỏ nước muối loãng như mình mô tả, kết hợp với tinh dầu hoặc kết hợp với giấm táo như là mình mô tả đó, thì miệng của bạn luôn luôn thơm, luôn luôn thơm. Đừng có sợ. Một số các bệnh nhân mà liên hệ với mình về vấn đề răng miệng, người ta chịu một cái áp lực rất là khó khăn trong nhiều năm, mấy chục năm trời, người ta không có tự tin trong giao tiếp về vấn đề mùi của hơi thở, mùi từ răng miệng, thì hãy xem đây là một gợi ý và hãy thay đổi đi. Bỏ hết tất cả những cái kem đánh răng là chất tẩy trắng, nước súc miệng có hóa học đi và bạn sẽ được cải thiện nhé. Mình chúc các bạn thành công với tất cả những công thức này và chúc các bạn có một cái hành trình xây dựng lại một cái lối sống lành mạnh, cho bạn một cái phiên bản hoàn hảo nhất mà bạn có thể có. Cảm ơn các bạn. Bye bye.